Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm đông trùng hạ thảo Hàn Quốc Samsung Bio mang lại, cũng như là giới thiệu kỹ hơn về cách sử dụng cũng như là những người nên dùng sản phẩm này. Chúng ta thì đều đã biết đông trùng hạ thảo là một trong những loại dược liệu quý hiếm như thế nào, cũng như những công dụng mà nó mang lại với sức khỏe của con người. Chính vì vậy mà loại dược liệu này được áp dụng nhiều trong cuộc sống. Đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến của Hàn Quốc. Với thành phần chiết xuất chính là từ đông trùng hạ thảo và các loại thảo dược tự nhiên quý hiếm có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao thì sản phẩm này mang lại rất nhiều công dụng lợi ích tốt cho sức khỏe của con người và được ưa chuộng sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio của Hàn Quốc là ở thể lỏng chính là thể uống liền ngay lập tức nên là khi mà chúng ta uống vào thì cơ thể sẽ hấp thu được 100% những công dụng của sản phẩm này. Điều này có nghĩa là khi ở dạng nước thì sản phẩm đông trùng hạ thảo được phát huy tác dụng một cách tối đa nhất có thể. Vậy tại sao kiểu anh lại nói sản phẩm đông trùng hạ thảo Hàn Quốc Samsung Bio tốt cho sức khỏe? Là bởi thành phần chính của sản phẩm này là chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và trong đông trùng hạ thảo thì có chứa 17 loại axit amin tốt cho sức khỏe. Cùng với đó là loại dược liệu này thì chứa lượng protein cao và protein là thành phần chính của nhân cũng như là các nguyên sinh chất của tế bào. Ngoài ra thì chúng còn chứa rất nhiều các loại vitamin nhóm A, B, C rất tốt cho sức khỏe. Đông trùng hạ thảo Samsung Bio của Hàn Quốc là một trong những sản phẩm xuất xứ chính hãng từ đất nước Hàn Quốc. Chính vì vậy mà những công dụng mà sản phẩm này mang tới cho sức khỏe thì cũng vô cùng là tuyệt vời. Đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc là sản phẩm đã được các chuyên gia chứng nhận về chất lượng cũng như là độ an toàn, thích hợp dùng cho những đối tượng chẳng hạn như là người mắc bệnh tiểu đường, người bị suy giảm chức năng gan hay là thận. Những người có hệ hô hấp kém cũng nên sử dụng sản phẩm này, Ở nhất là đối với những người dù vận động ít nhưng mà hơi thở của họ thì luôn hồn hền. Ờ, thậm chí là trường hợp trẻ em chậm lớn lười ăn bị suy dinh dưỡng nên sử dụng sản phẩm này Đặc biệt là sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc còn rất tốt cho đàn ông có chức năng sinh lý kém Người gân cốt yếu mệt, đau lưng, mỏi gối cũng nên sử dụng sản phẩm này Ngoài ra thì những người bị suy nhược cơ thể, có cơ thể yếu, sức khỏe yếu hay là mới ốm dậy cần hồi phục sức khỏe thì cũng nên sử dụng sản phẩm này ở đông trùng hạ thảo samsung bio hàn quốc còn có tác dụng là nâng cao hệ miễn dịch điều chỉnh tăng cường tính miễn dịch cũng như là năng lực thực bào của các tế bào miễn dịch ờ, nó tốt cho thận phổi gan cũng như là cầm máu tan đờm cải thiện chức năng phổi viêm khí quản mãn tính của người già và người mắc bệnh hen xuyễn với những lợi ích mà sản phẩm này mang lại thì nhiều khách hàng chọn sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo samsung bio của hàn quốc để bồi bổ sức khỏe cho mình cũng như là cho người thân trong gia đình sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio của Hàn Quốc là sản phẩm được bào chế dưới dạng là túi nước uống liền, được đóng túi nhỏ và tiện dụng. Ở một hộp thì sẽ có 60 gói và mùi vị thì vô cùng thơm ngon và dễ uống. Bạn chỉ cần là cắt miệng túi và uống trực tiếp thôi. Ngoài ra thì cách dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc để có thể là tận dụng tối đa được công dụng của nó cũng như là hiệu quả nhất đối với từng người. Đó chính là đối với người lớn thì mỗi ngày chúng ta nên sử dụng 2 cho đến 3 lần. Mỗi lần chúng ta uống một gói đông trùng hạ thảo dạng nước bio, còn đối với trẻ em từ 5 đến 13 tuổi thì dùng một gói nước đông trùng hạ thảo một ngày. Và theo lời khuyên của các chuyên gia thì thời điểm để uống đông trùng hạ thảo Samsung bio hộp gỗ tốt nhất là vào buổi sáng hoặc là buổi tối và vào trong lúc bụng của chúng ta đang đói, bởi đây là thời điểm mà cơ thể có thể là hấp thụ được toàn bộ chất dinh dưỡng mà sản phẩm này mang lại và tất nhiên chỉ sau một tuần sử dụng thôi thì chúng ta sẽ cảm thấy là sự khác biệt ở sức khỏe của mình. Các bạn cũng nên lưu ý một chút trong quá trình sử dụng, đó là không sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio này cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cũng như là phụ nữ đang mang thai và người đang trong giai đoạn cho con bú cũng không nên sử dụng sản phẩm này. Và kiểu Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng chúng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm đông trùng hạ thảo Samsung Bio Hàn Quốc này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được tư vấn trực tiếp về sản phẩm. Ở ngoài ra thì đối với những khách hàng liên hệ mua hàng qua hotline hoặc là đến trực tiếp cửa hàng sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt đối với dành riêng cho sản phẩm này. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ hàn quốc hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại